Xin chào mọi người, mình là Thanh và hiện tại công việc chính của mình là đầu bếp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các tín đồ của món cá sống, một món ăn dễ làm nhưng mà đẳng cấp của một cái nhà hàng, món cá hồi tartar sốt timule. Ở đây Thanh có một miếng cá hồi, Thanh dùng khoảng 50g cá hồi phi lê, 1g thì là 1g hành tím, 1g gừng hồng, 1g dưa chuột muối, 5g tabasco, trứng, tôm, cam, tùy khẩu vị của mỗi người thích nhiều hết thôi. Ở đây Thanh có một ít đồ decor để cho cái phần món ăn của mình nó thêm bắt mắt hơn. Ở đây Thanh có cái sốt timule để mình ăn với cá, là mình sẽ có công thức là 25g mayonnaise, rim chi Thanh dùng của anh cho, Thanh dùng 75g, tương ớt chua ngọt của Thái Thanh dùng 50g và 20g xoài chín, 20g bơ. Khâu chuẩn bị nguyên liệu đã xong thì Thanh sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm cái món ăn này, và Thanh sẽ chỉ mọi người đánh cái sốt timule để mình ăn với cái cá hồi tartar này. Mình cho rim chi vào, cho sốt ớt chua ngọt vào, mayonnaise mình cũng cho vào luôn. Tabasco này mình cũng cho vào. Mình dầm cho nó tan cái hỗn hợp này ra. Và mình đánh một hồi lâu thì nó sẽ quyện lại thành một cái hỗn hợp như thế này. Mọi người lưu ý là đánh cho nó quyện vào với nhau nha. Và mình bắt đầu sẽ cắt cá thành hạt lựu vừa ăn. Mọi người lưu ý là bỏ cái phần, mình lóc cái phần da ra, mình bỏ cái phần nâu này của cá đi. Cái phần này nó khó ăn, nó hơi tanh. Mình cắt hạt lựu ra. Mọi người lưu ý là cắt hạt lựu vừa thôi chứ không quá to cũng không quá nhỏ. To quá thì mình ăn cảm giác nó sẽ bị ngán hơn. Và cá Thanh đã cắt hạt lựu xong nè mọi người. Và mình bắt đầu cắt hành tím, mình mít tờ lai nó ra. Gừng hồng cũng vậy, Thanh cũng mít lai ra giống vậy luôn. Thanh cho vào khoảng 1g thôi nha mọi người. Nếu mà gừng nhiều quá nó sắc hắt đi cái mùi cá, nó không còn được đặc trưng của cá lắm. Mình cho vào luôn. Ở đây Thanh cũng dùng 1g thì là chớp nhuyễn. Thanh cho vào. Xong phần xoài của mình thì Thanh sẽ gọt vỏ đi.
anh sẽ cắt hột lựu. Lưu ý là cá mình cắt hột lựu cũng bằng với xay của cá hồi luôn nha mọi người. Rồi mình cho vào cùng luôn. Và bơ. Bơ thì mình cũng cắt như xoài luôn. Bơ mình tách cái phần vỏ ra đi. Và mình cũng cho chung vào luôn. Và khâu chuẩn bị cho các nguyên liệu cho cái món cá hồi sốt timule này thì mình đã hoàn thành. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ trộn với sốt và mình decor. Hanh cho khoảng 2 muỗng sốt timule vào, rồi Hanh trộn đều cái hỗn hợp này lên. Đây là món yêu thích, nếu mà bạn thích cá sống thì món này mình nghĩ sẽ rất là phù hợp cho ai thích những cái món như thế này. Mình trộn đều lên như thế này. Và Thanh sẽ decor ra một cái dĩa xinh xắn. Thanh cho vào cái khuôn để định hình đó. Anh làm cho nó bằng mặt. Sau đó mình cho trứng tôm lên. Rồi anh cho trứng tôm lên đều cái bề mặt của phần này. Rồi, ok. Anh để co ít thì là lên. Anh để co lên cho món ăn mình cảm thấy nó được bắt mắt hơn. Và món ăn của mình đã hoàn thành. Thanh chúc mọi người sẽ thành công cái món ăn này ở gia đình của mình. Chúc mọi người ngon miệng. Và cảm ơn mọi người đã xem video của Thanh.